Xin chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh Nam Tép. Hôm nay bên cửa hàng em xin giới thiệu các bác một lô đẩy 3 kênh thương hiệu Chan Audio các bác nhé. Chan Audio. Thì Chan Audio đây là cái thương hiệu này đến từ Nhật Bản, thì bên em cũng đã giới thiệu rất nhiều các cái sản phẩm của cái thương hiệu này. Đẩy Chan Audio, loa Chan Audio, thậm chí là vang số của hãng Chan Audio. Thì đây là một trong những cái thương hiệu mà cũng khá là quen thuộc đối với cửa hàng em. Thì bên em đã bán rất nhiều các cái sản phẩm của cái thương hiệu này rồi. Thì trong ngày hôm nay thì bên em sẽ giới thiệu các bác một lô đẩy 3 kênh. 3 kênh các bác nhá. Thì cũng đã rất lâu rồi thì hôm nay mới về được một lô đẩy 3 kênh này để phục vụ các bác. Thì rất nhiều các bác là đặt hàng liên hệ. Tuy nhiên là nó không hàng thì nó không có sẵn, thì mãi hôm nay thì mới về được số lượng nó cũng gần chục con thôi ạ, không có nhiều. Thì trước khi đi chi tiết sản phẩm thì nói luôn cái giá bán của nó. Đối với cái giá bán của dòng đẩy này thì bên em sẽ bán cho các bác là 5.600.000 đồng. Đấy, 5.600.000 đồng một con đẩy này. Thì giá này là giá tại cửa hàng bên em nhé, một con giá cực kỳ là tốt trong cái thời điểm hiện nay. Về công suất của con đẩy này thì cũng nói luôn cho các bác biết, thì con đẩy này nó sẽ là công suất là 600 x 800 W, tức là sẽ có hai kênh 600W và một kênh 800W để đánh loa súp này các bác nhé. Về mặt thiết kế của con đẩy này thì mặt phía trước của nó toàn bộ tay quay của tay cầm, và cái mặt của trước được làm bằng nhôm. Lưới tản nhiệt được dập lỗ, lưới này thì là bằng sắt sơn tĩnh điện. Phía trong cái lưới này thì sẽ có một cái lớp bông để nó ngăn bụi, để nó bảo vệ cái máy này nó tránh bụi. Thì công nghệ của cái con đẩy này thì nó sẽ chạy là mạch Class H các bác nhé, Class H. Thì tí này em sẽ chỉ các bác một số cái chúng ta biết là tại sao là mạch Class H là gì và bù áp là như thế nào. Thì bây giờ em sẽ coi nội thất của nó cho các bác nhé. Con này thì nó sở hữu nguồn của nó là nguồn 20 phân đấy, nguồn 20 phân đấy, rất chỉ là khá là lớn, được bọc trong một cái gọi là cái túi bóng, nó màu đen, nó khá là đen đấy. Về đây còn về công suất của hắn, hai bên công suất thì bên này là bên công suất đánh loa full, đánh loa bình thường là chạy xoài NG. Đấy. Còn bên đánh súp thì nó sẽ chạy tòa Toshiba. Thì như các bác biết rồi, thì là nếu như các bác mà đánh loa full, đánh loa lời, đánh loa hát bình thường thì chúng ta nên chọn những con đẩy chạy xòa NG như thế này. Thì là đây là những con xòa mà nó, thứ nhất là nó tiếng nó rất chỉ là hay, sạch, hay tiếng hay. Đấy. Cho nên mà không phải mà sự ngẫu nhiên mà người ta sẽ là bố trí là bên này là xòa NG mà bên này là xòa Toshiba. Đấy, nó là có một cái hiệu ý của nó cả. Thì xòa NG thì các bác đã biết rồi, nên là em cũng rất thích những cái dòng xòa NG này. Thứ nhất là xòa này là tiếng rất hay các bạn, về hiệu suất của nó khá là cao. Thế nhưng là quan trọng là tiếng hay. Đấy, xòa NG sẽ đánh tiếng sẽ sạch hơn xòa Toshiba. Tuy nhiên là khi mà các bác mà đánh súp thì không cần phải cái độ sạch và cũng không cần phải cái độ sáng của tiếng, thì người ta lại đánh con xòa Toshiba vào. Tòa Toshiba thì nó có cái nó có một cái rất chi là gọi là hợp đối với chúng ta đánh loa súp. Đấy, đánh loa súp thì nó rất hợp đối với xòa này. Đấy. Thì đa số những cái đẩy mà chuyên về súp, đấy, chuyên về súp thì họ đánh hay đánh xòa Toshiba. Thì ở bên này thì các bác thấy rằng là nó ở đây mỗi vế của kênh A kênh B nó sẽ chạy 8 con xòa NG. Thì với công nghệ Class H mạch dán thì nó sẽ cho ra công suất là 600W một kênh ở 8 ohm, và đối với công suất 4 ohm nó sẽ là 1050W ở 4 ohm. Đấy. Đối với lại hai cái mạch, đối với là cái công suất như thế thì các bác có thể là chơi hai đôi full 30, full 40 ok, thậm chí là full đôi 40 ok. Đấy, công suất là khá là ok. Còn là cũng nhắc lại là quan điểm bán hàng của bên em từ xưa đến nay là không tính xòa, em chỉ bán theo công suất, và tất cả những công suất này thì là do công suất của nhà sản xuất đưa ra chứ không phải là công suất em đặt ra và nói là có cơ sở. Đấy, cũng giống như cái lô đẩy hôm qua em bán chỉ có 12 xòa, tuy nhiên nó đạt công suất 500W. Đấy, 500W một kênh. Thì ngày hôm qua cái lô đẩy màu ép đấy thì em đã nói và em đã test thực tế bằng loa là nó đánh được như thế, thì em mới dám khẳng định. Thì cái công suất này của nó là thực tế của nó là 600W một kênh ở 4 ohm và 1050W ở 8 ohm. Đánh hai đôi full 30 ok, đánh full đôi 40 ok luôn. Đấy.
Có một cái điểm này để nể cho các bác nào mà gọi là thích gọi là vọc vạch trải nghiệm hoặc là muốn nâng công suất, thì con này chúng ta có thể đóng ở đây, mỗi vế là đóng thêm được 4 con sò. Đây, ở đây một con, cái con ốc này là đóng thêm một con, đây là con lỗ bát ốc luôn. Và con này các bác chỉ việc mua sò và các bác gắn thôi, không phải chế độ thêm một con gì cả, tại vì là sứ này nó có sẵn này. Đấy, đây, đây nó đã đóng sẵn sứ đây cho các bác, về các bác chỉ việc mua sò về các bác gắn thôi. Cái này thì chỉ dành cho cái bác là hay tìm tòi và muốn tìm hiểu thêm, thì cái bác đóng thêm, đóng đủ sò ở những con này thì công suất của con này nó sẽ nâng lên như thế nào các bác. Đóng thêm hai con nữa thì công suất của nó sẽ tăng lên tầm 900W một cây. Đóng đủ sò nhé. Rồi, đóng đủ sò. Đấy. Rồi, các bác đóng đủ sò ở đây, ở đây ở bên này hai con, bên này hai con dưới nữa, thì một kênh này là tương đương là 900W. Tuy nhiên là nếu như để thế này nó sẽ là 800W và 600W một cây. Đấy. Thì còn riêng về bên này nó cũng thế. Bên này thì nó đã đóng, nó đóng ở đây là 1 2 3 4 5 10 con sò. 10 con sò Toshiba và nó đóng là 1 2 3 4 5 6 7. Đấy. Nó cũng đã đóng, trừ đóng sẵn cho các bác hai con trợ sứ ở đây được. Các bác muốn nâng công suất lên của cái kênh đánh súp này lên. Lên tầm 1000W thì các bác đóng thêm cho em 4 con sò đây nữa, 4 con sò Toshiba vào đây nữa. Đấy. Đấy, đóng sò. Thì cái này thực ra thì cũng phải nói thế này này, các bác nên lựa chọn, không nên chúng ta đóng đủ tất cả đây, đóng đủ hết thì ok, em đồng ý là cũng công suất nó sẽ lên. Tuy nhiên là cái nguồn này nó thiết kế cổ cho nó chỉ là tầm 20 phân. Đấy, các bác mà muốn nâng lên cao hả thì nó cũng không thể nâng lên được nhiều đâu. Đấy, chúng ta nên nâng là nâng kênh lo full hoặc là nâng kênh lo súp, chúng ta nên chọn, tại vì là nguồn của nó là nguồn 20 phân cũng khá là lớn đấy. Tuy nhiên là em nghĩ là họ thiết kế ra là họ chỉ là tầm nâng được đến chúng ta nâng lên được một giới hạn thôi, chứ không thể là nâng đều hết được. Nếu mà nâng lên hết thì cái nguồn này nó phải rơi vào tầm 21 phân thì nó mới đủ điện để cấp cho được. Thì thông số ở đây là nó cái gì đây, con này là gì đây, bảo hành 2 năm này. Đấy, nói chung là mấy cái này có tiếng khựa không, không nên mở, không nên đụng vào, không nên nghịch, nó tóm lại là thế, lưu ý. Thì bên này thì nó sẽ có bên đánh loa full nó cũng chạy 8 sò, bên này là 4 sò của cái kênh đánh súp này. Thì cái kênh này, kênh đánh súp này nó là 800W, thì các bác nếu để nguyên bản như thế này thì các bác có thể đánh một chiếc súp đơn 50, một chiếc súp đơn 50 hoặc là một chiếc súp đơn 40, ok các bác nhá. Tức là con này là các bác để cho lắp phòng hát hoặc lắp gia đình là ok. Đấy. Về phía sau của nó, phía sau của con đấy này để em quay luôn. Đấy. Ở đây này nó có các cái nấc chế độ điện áp ra này, và ra system normal này, đây, nó cũng thế thôi. Đấy, đây riêng cái cổng đánh xuất là nó là một khu riêng và hai cổng đánh full ở đánh đây. Con này nó chỉ chạy rất chi là ít quạt các bạn, hai cái quạt thôi ạ, chạy có hai cái quạt thôi. Đấy. Tức là con này nó chạy rất chi là mát, đấy các bác nhá, rất chi là mát. Thì bây giờ em sẽ chia sẻ với các bác một tí về cái cách mà chúng ta phân biệt là như thế nào là mạch class H và mạch class AB. Thực ra là tất cả những cái đẩy mà từ mạch class AB, tức là mạch chưa có bù áp thì gọi là mạch class AB. Mạch class H thì nó đã có bù áp thì người ta gọi là mạch class H. Thì để cách mà nhận biết nhất những cái mạch class H thì chúng ta căn cứ vào cái điện cấp vào của nó. Ví dụ như đây. Đây. Qua nhá. Hai cái dây này dây ra loa này. Không nói nhá, dây này dây ra loa này. Đấy, điện vào này. Tất cả những cái điện mạch class H vào nó sẽ chạy dòng hai dòng điện, một dòng điện lớn và một dòng điện bé. Dòng điện lớn là cái con màu trắng ở dưới này này, là dòng điện lớn, lại nó có tác dụng là bù áp. Và một dòng điện, tức là gọi là điện hai cầu, một dòng điện này là dòng điện để nuôi sò và dòng điện để bù áp. Thì bên này nó cũng thế, các bác cứ nhìn là thế. Thì những cái đẩy nào mà nó không có bù áp thì các bác cứ nhìn vào, nó chỉ có hai dây điện này vào cái bo thôi, và hai dây điện cùng lắm hai dây điện ra loa. Nó chỉ có hai dây như thế này rồi. Đấy. Nên là mạch class AB, còn như thế này là chúng ta thấy là nó có những cái nguồn điện riêng. Đây thậm chí hai hoặc ba gọi là dòng điện, hay điện hai. Đấy thì nó có điện để cấp cho sò và điện để cấp bù áp nữa. Thì cái điện bù áp thì nó sẽ dòng lớn hơn. Hiệu điện thế nó sẽ cao hơn so với cái điện nuôi sò. Nuôi sò thì cái mức điện bình thường của nó theo tiêu chuẩn. Thì đó là cái cách chúng ta để nhận biết được mạch class H với lại mạch class AB. Con này thì nó chạy tụ của hãng For Audio, tụ khá là xịn đấy, 10.000 mi các bác nhá, tụ lớn chứ không phải tụ bé đâu, 10.000 mi. Các bác bây giờ bác nào mà cứ mua những cái con đẩy hàng mới, các bác về nói thật là bác nào mà dùng cả bác khui mấy con tụ này ra này, cái tụ cái ở ngoài cái vỏ này rất lớn nhưng mà cái lõi nó bằng cái tí tí tí,
Đấy, rất 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 là bé, phải nói là cực kỳ là bé luôn. Thì đó là cái bên lề một chút thôi ạ. Và xin kết thúc video tại đây nhá. Xin nhắc lại cái giá bán của nó là 5.600.000 đồng. Giá tại cửa hàng, bác nào có nhu cầu thì liên hệ cửa hàng em nhá. Xin chào, hẹn gặp lại nhá.